mình không cần phải nhấn nút tắt ở đây. Ủa? Mình sẽ nhấn xong như thế này. Xong, chúng ta sẽ lè luôn. Để nó lên. Đó là chúng ta buông tay ra. Chúng ta buông tay. Cái này là nó đủ lực là nó sẽ tự động nó đủ lực đó. Có cách nào ví dụ như anh này anh tay chụp cái này mà giờ đây nghe nó chống không chống cái này để trên bò đó lên xuống luôn anh chờ để trên bò làm cái nước thì nó được khô rồi thôi thấy bà nó là cái chống cái mà thành nó chia ra đấy nghe không nhé. Không, nếu như là cái này trong trường hợp đấy, ví dụ mình sử dụng quen thì mình có thể là